Hyundai i10 ha các bạn. Vô số không được, giờ phải kéo về rồi. Xe cứu hộ 112 đấy các bạn. Đã vô số không được rồi thì chỉ có kéo về thôi nha các bạn, tại vì nó bị cháy PT ở trong rồi nên mình thấy cho xe kéo vào đây. Cái này để mình cho lên cầu năng xử lý nó nha các bạn. Còn xe xung quanh đây, xung quanh mình đây, bên đây for evidence ha. Chiếc này thì nó bể cái bà đạn đó các bạn, bể bà đạn với lại thay một cái rô tình lái nha. Mình tháo hết rồi, ra rồi đây, rô tình lái và một cái chục của cái rô tình đây các bạn. Cái này lâu ngày quá nó bể nhựa rồi. Bà đạn thì mình tháo ra rồi. Cái này chờ đi ép mua lấy cái mới về ép vô nha. Quay hết nổi luôn. Cái này chích luôn à. Rồi. Chiếc Kia này thì không có thời gian làm các bạn, xe nhà mà khi nào có thời gian mới làm nha. Kia Karen 7 chỗ, bên đây Hyundai i10, chiếc này cũng vô số không được đó các bạn, thì mình hạ xuống thay bộ con khác nha, mà mép với lại bộ con đó đây, vô số được mà điều chạy nó bị sót con đó. Bên này cũng U10 đây. Những xe bên này Kia Morning sơn dặm rồi bắn tỉa, giờ đến bát chuẩn bị giao xe đó các bạn. Bên đây Kia Carena, cái này thay cái bơm lái đây các bạn. Thay bơm lái nha. Thay bơm lái thì mình mở ra như vậy. Nằm ở trên đây thôi. Cái này cũng dễ mở chứ không có khó gì. Những xe ở ngoài kia. Và để mình thử cho các bạn xem nhé. Cái này nếu mà khi mà cái con mà nó muốn hư đó các bạn, thì nó sẽ có phát ra tiếng kêu ở dưới cái phần trước của cái máy nha các bạn. Đập con thấy tiếng không? Đập con này. Đó. Đây, nó phát ra âm thanh như thế này nha. Cũng như cái PT nó ép vô trong cái bàn ép đó các bạn, thì nếu mà cái PT nó cháy rồi, một là cháy PT hay là cháy bố gì đó, thì nó sẽ có một cái tiếng kêu vô như thế này, giống như nó cạo vô trong sắt vậy, là không có ngắt con được. Nên lúc đó là chúng ta không có vô số được nha. Mà đến cái lúc mà bắt đầu mà nó bị cái trường hợp như thế này á, là nó sẽ phát là cái âm thanh kêu, nó kêu rê 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 rê, rê cũng rất là, cũng nhỏ thôi. Nên các bạn cứ để kiểu để cái xe đi, mất công nó nằm đường nha các bạn. Khi mà chúng ta phát hiện ra cái âm thanh nó kêu rồi thì hãy đi xử lý và làm đi nha. Thì PT hay bố con gì đó thì cứ kiểm tra làm đi, để mất công đi nằm đường nha. Đạp lại đi tiếng ơi. Kêu rất là chói tai các bạn.
cái này để mình xếp nó vô vị trí rồi hạ hộp số xuống thì bộ bó con thôi. Rồi, được rồi Tiến ơi, tắt máy đi. Và mình đã cho nó vào cái vị trí để làm rồi các bạn. Cái này mình phải để nó ở dưới thềm rồi, tại vì ở trên cầu nâng hết cầu nâng luôn, bốn cái cầu nâng mà kẹt hết xe rồi các bạn. Cái kiểu của nó như vô số như thế này nha, máy đang nổ đây. Đấy, khi đập con vô vẫn nghe nè, vô số không được nha, nó không có ngắt cái lắc con đó các bạn, thì mình vô số không có được nha, tới lui không được. Cái này mình đã tăng thêm rồi, tăng thêm cái dây con để vô số thử mà không được. Hộp số đã hạ xuống rồi các bạn, đây đây bố con này, bố con cái vòng của BT thì nó rớt, nó nằm kẹt trong cái bàn ép luôn nha các bạn. BT thì nó bể như thế này nè, nó bể nát rồi, nó cạ vô trong cái lô kèn rồi nè. Cái này mình bắn cái bánh đà xuống luôn nha, bắn xuống để đi canh lại cái bộ bố con, nó đập cho nó trúng đó các bạn. Bên đây Max 200 các bạn, chiếc này mình đang thay nhớt với lại thay lọc ở đây, mở kiểm tra lọc gió luôn nha. Bên đây kia cây đen, chiếc này mình đang mở cái đi Ramo ra làm đây các bạn. Cái bị đi Ramo không sạc nha. Chevrolet Cro, chiếc này mình đang thay nhớt này. Còn bên đây cái A10 làm con thì lấy cái bộ con hàng rinh luôn nha các bạn. Vậy hàng đừng có nói đây, bộ con bị tê, bộ này bộ cũ bỏ ra nha, còn cái bộ mới của nó đây, đem đi canh rồi, giờ chuẩn bị lắp lên này, bị tê. Sau khi đã lắp hoàn thành rồi các bạn, giờ đang nó máy kiểm tra vô số thôi này. Mấy giờ đang chạy rồi, máy nổ rồi. Rồi vô số thôi Tiến ơi. Được chưa? Nhóm này thử coi. Con số giờ đi nhẹ nhàng hết rồi các bạn. Và video đến đây là kết thúc. Thank you các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.